cá đắng nhé mọi người, cá đắng với bắp chuối. Giờ tạm thời mình đóng nắp rồi mình kiếm cái gì cho nó thơm thơm đó. Bạn ơi, coi này, giờ đã sôi rồi. Để đã sôi rồi mình thêm bột ngọt muối nha các bạn. Đây bột ngọt nè. Nên có no ít nữa cho nó thơm thơm tí rồi. Cái này là món cá đắng với bắp chuối nha các bạn ơi. Giờ mình nấu này cả gia đình ăn á các bạn. Ở chợ thì không ai bán đồ ăn vì mình đi rừng đi rẫy, mình hái mấy cái này mình nấu. Rồi cái này mình để sau nhé các bạn ơi. Giờ mình đợi một lát nữa rồi mình thêm cái này rồi mình đóng nắp ra. Rồi mình chờ giây lát nhé các bạn ơi. Để rau rau thơm rồi. Giờ chín rồi, giờ mình thêm rau bí nha. Đọt bí. Thêm cái bí này. Chờ vài lát nữa. Rồi các bạn ơi, giờ đã chín rồi nhé. Đây là cá đắng nhé mọi người. Cá đắng này, đây là bắp chuối với đọt bí nữa, với ớt trái. Không có gì hơn. Mình thử làm miếng nha các bạn. Mời các bạn cùng làm miếng nha. Này là người mình thì chỉ có mấy thứ này thôi, ngoài thịt thì cá thì hiếm lắm. Rồi mời các bạn nhé. Ngon lắm người ơi. Tuyệt vời. Đầu bếp tự làm nha các bạn ơi. Ngày mình tự làm tự nấu tự ăn thôi. Còn cái này là mình ăn cả gia đình nha các bạn. Để mình thử một chén này như thế nào. Được á, rất ngon. Thôi tạm biệt các bạn nhé.